8 tháng năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã tập trung giám sát kiểm tra trên 50.000 vụ, phát hiện xử lý trên 35.500 vụ vi phạm trên phạm vi cả nước. Tổng số tiền xử lý trên 670 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 395 tỷ đồng. Tại buổi làm việc với đại diện Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố và Tổng cục Quản lý Thị trường để đánh giá tình hình, kết quả công tác bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, trong 8 tháng qua, toàn lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện khá nghiêm túc các chủ trương, chính sách của lãnh đạo cấp trên, tích cực và chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, do đó có thêm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Những kết quả đã đạt được thể hiện vai trò quan trọng của lực lượng trong quản lý kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ghi nhận những ý kiến đóng góp về những khó khăn, vướng mắc trong cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các giải pháp cụ thể nhằm trong sạch thị trường, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, để công tác quản lý thị trường đạt hiệu quả cao, những tháng cuối năm 2024, lực lượng quản lý thị trường cần tập trung tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực quản lý thị trường, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả theo tuyến, theo địa bàn, nhất là dịp cao điểm cuối năm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, ý thức chấp hành pháp luật của công chức trong toàn lực lượng, làm tốt công tác tham mưu từng cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, chủ động rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề, vụ việc phức tạp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý.